thật luôn. À, Từ Long thì chắc bị đòn nhiều lắm đúng không? Sao anh lại nói thế? Em nghịch mà. À, em là bị là bà thì hay lấy cái đũa cả để quấy cơm với gõ vào đầu, chú thì lấy đòn gánh phang em. Thế là anh có cảm giác như một thằng trẻ con mà trai nó đi mua hành mà về khách ăn cơm xong rồi em vẫn cầm hành trên tay để đá bóng. Trận đòn roi thì em nhớ nhất và em nó làm cho em rất là buồn. Tức là em mắc lỗi thì bố em cầm một thanh tre rất là to. Thế lúc em ở khu tập thể thì em chạy ba vòng bố em vẫn không đuổi kịp. Mọi người bảo sao bố con nhà này cứ đuổi nhau xung quanh khu này là thế nào? À thằng kia bố mày có đuổi đâu mà mày chạy? Thì lúc bây em chỉ nghĩ chạy thôi, chứ em không thể nghĩ là bố kiểu càng chạy càng mệt ý. Chạy đến vòng thứ ba thì em phải dừng lại. Thì trận đấy là trận em đùa thật. Anh có biết nếu bây giờ anh là bố thì anh nghĩ chạy ba vòng mới đuổi được nó dừng lại thì anh chút cơn giận nó như nào? Tức là em bị đánh từ gáy xuống đến chân không một chỗ nào không phồng. Nhưng mà sao không ai can? Ôi trời ơi, không ai can cả. Lúc bấy giờ ai cũng bảo ôi trời ơi, cứ đánh cho nó thừa đi. Đánh là bố mẹ đánh thì phải ở lại như là này rồi chạy như thế. Giờ sao chị Hai? Dạ mẹ. Sao chị Hai không làm gương cho mấy em mình? Trời ơi con ơi, cái mặt con đẹp như hoa hậu mà con nghĩ sao con học 3.5. Ủa mà khoan mẹ, con nhớ con 4 điểm mà mẹ. Rồi con hãnh diện với số 4 đó hả con? Dạ không có. Trời đất ơi, học có 4 điểm mà còn hãnh diện hả? Rồi bây giờ con muốn mẹ quýnh con mấy cây? Dạ không. Trời ơi, con thấy con nhà người ta không? Học thì hả điểm 10, điểm 9. Tối ngày học xong là đi về nhà phụ cha phụ mẹ giữ em út còn con. Sao không bắt chước con nhà người ta cho mẹ mừng vậy? Chị Hai gì kỳ cục vậy? Còn con Ba nữa. Dạ. Ngước lên nhìn mẹ nè. Dạ. Con có biết là con tội gì ngày hôm nay không? Dạ. Biết tội không? Dạ. Con tội của con nhẹ hiều à. Con học giỏi lắm. Con phụ mẹ lo cho em rồi con thương chị. Cái tội dễ thương dễ sợ. Đi đánh lộn. Trời. Người ta kéo lại nhà mình người ta mắng vốn. Mẹ mắc cỡ lắm con biết không? Quýnh con mấy cây mới xứng đáng với cái tội này đấy hả? Trời ơi con đẹp quá mà. Sao cái nết không giống mẹ? Mẹ hiền quá mà. Nhìn gì? Mẹ nói không phải hả? Sao mấy con nhìn? Thằng Út nữa, ngước lên nhìn mẹ coi. Con biết tội của con chưa? Chưa. Nói lớn lên biết tội chưa? Dạ chưa. Tới bây giờ vẫn chưa biết tội luôn. Bây giờ mẹ đánh cho biết tội nha. À. À. Trời ơi, sao con la giả trân vậy? Mẹ tức lắm rồi Nguyễn Anh. Bữa nay mẹ quyết định là mẹ phải quýnh. Mẹ quýnh một cái cho rồi. Phải ngoan như con người ta mẹ mới chịu. Cái gì vậy? Mẹ đánh đại mẹ. Con đau tim quá mẹ. Ờ đúng rồi, xưa đúng vậy. Mẹ ơi, một cái nhá bằng ba cái đánh đó mẹ. Mẹ đánh đi mẹ nhá, con sợ quá mẹ ơi. Trời ơi, mẹ đặt chơi chữ với tôi nữa. Một cái nhá bằng ba cái đánh nữa. Trời ơi, bụng mắt bị đánh lắm rồi ha con. Nôn được đánh hả? Đánh thiệt nè. Mẹ ơi mẹ. Gì? Hình như con nghe mình có mùi khét đó mẹ. Thôi chết rồi trời ơi, cái nồi cá kho của mẹ. Ở đây giữ cái roi cho mẹ nha. Ráng mẹ lên mẹ quýnh tiếp. Đây. Chết rồi trời ơi, cái nồi cá kho của tôi. Trời ơi. Mẹ giấu roi đi nè. Út đem giấu roi đi. Hình quá có đồ nghề nè. Trời đất ơi. Đi trốn đi, trốn trốn mấy đứa ơi. Trốn lẹ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn các diễn viên. Tôi không biết là khán giả theo dõi thế nào, nhưng mà khi tôi xem thì tôi thấy vô cùng xúc động. Thực ra thì với tuổi thơ thì khi đó chắc rằng không ít người sẽ trách bố mẹ, có thể là đánh oan này kia. Nhưng đến khi trưởng thành rồi chúng ta mới thấy rằng chúng ta lớn lên đồng hành cùng với những cái chiếc roi đó, những cái lời răn dạy giáo dục của các bậc cha mẹ, những người thầy đầu tiên của mỗi một con người. Một lát nữa chúng ta sẽ chia sẻ thêm, và bây giờ sẽ là cái câu hỏi dành cho tất cả năm thập niên này. Các đội hãy liệt kê trong ký ức của bạn, bạn đã từng bị phạt từ những loại roi nào. Đội nào đạt từ 5 loại trở lên thì được 10 điểm. Thời gian bắt đầu. Ủa Lâm ghi nè, ghi dính thành gõ luôn à. Mày thước gỗ rồi cái thắp lưng rồi gì đều ghê quá. Còn 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1, dừng. Vâng, các đội dừng. Xin mời thập niên 70. Dạ, roi mây. Roi mây. Chổi lông gà. Chổi lông gà là 2. Roi tre. Roi tre là 3. Đũa bếp. Đũa bếp là 4. Chổi quét nhà. Chổi quét nhà là 5. Thắt lưng. Thắt lưng là 6. Dạ hết. Vâng, rồi 6. 80 ạ. Đũa cả, cái đũa cái mà để đũa cái là 1. Thước kẻ. Thước kẻ là 2. Phất trần. Phất trần là 3. Roi mây. Roi mây là 4. Roi tre. Roi tre là 5. Đòn gánh. Wow, đòn gánh là 6 cũng là 5. Tát bằng tay. Cái gì tát bằng tay? Không, đây mình đang nói roi em. Thế của em được 6 cái thôi anh ạ. 6 cái.
À, 90. Thước bảng à? À, thước bảng có, dạ, có, dạ. Có. 1. Chổi lông gà. Chổi lông gà là 2. Chổi trà. À, chổi quét nhà là 3. Roi mây. Roi mây là 4. Dép. Dép không phải là roi. Đũa bếp. Đũa bếp. Bếp là 5. Dạ, dạ, dạ hết ạ. À. Vâng, dạ, hết rồi, dạ. 5 cái. 2000. Ngày xưa bị thường xuyên nhất là roi dừa. Roi dừa là 1. Dạ. Rồi mây. Rồi mây là 2. Yeah. Rồi tre ạ. Tre là 3. Thước gỗ nữa chú. Thước gỗ là 4. À, đũa bếp ạ. Đũa bếp là 5. Chổi trà. Chổi trà là 6. Dạ. Chổi lông gà. Chổi lông gà là 7. Dạ. Nhánh cây đúng không chú? Nhánh cây cũng được. Dạ. Cũng được. Cái quạt, cái quạt nữa chú. Cái gì? Cái quạt. Cái quạt có. Dạ, bạc tai đúng không ạ? Không, cái đấy không tính. Rồi, như vậy là 9. Ồ. À, 2010. Đội 2010 chúng con thì có roi tre. Roi tre là 1. Thước ạ. Thước. Thước kẻ. 2. À, roi mây. Roi mây là 3. Chổi lông gà. Chổi lông gà là 4. Gậy ạ. Gậy. Chổi quét nhà. 6. Dép. Dép không tính. Móc quần áo. Móc quần áo ạ. Cái gì? Cái móc cô treo quần áo ấy. Dùng cả móc quần áo đánh. Dạ vâng, à, con đã từng bị ạ. Rồi. Thước dây à, thước dây là cái thước mà đo đo đồ à, cái đó đánh cũng đau một cái. À, dạ. Rồi, cái đấy không tính, đũa. Cái đấy không phải là roi. Đũa. Đũa có 7 cái. Như vậy là tất cả các đội đều trên 5 cái roi và tất cả các đội đều có 10 điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ thì mình mới quay trở lại cái chủ đề này. Tôi quan sát và thấy rằng nó gợi lại trong rất nhiều khán giả ở đây cũng như là các vị đội trưởng, các vị khách mời những cái kỷ niệm. Xin mời thập niên 70, Phượng Hằng. Thường thì anh chị em với nhau, một đứa bị thì hết, sắp hết ba đứa ra quýnh luôn. Tại vì sợ đứa này bị đòn, đứa kia cũng bị đòn, bị phân bì. Lạ thật, chỉ có lỗi thì mới đánh cho chứ. Lỗi đứa nào đánh đứa đó chứ. Đây, có người thì không chăm em, đứa em thì đi chơi mà người anh nói không nghe rồi cái cùng đi chơi luôn cái bị rủ nhau quýnh đòn. À. Em á anh, em bị oan ức từ nhỏ tới giờ em chưa rửa được cái nỗi oan luôn á. Nhà có hai chị em thôi mà thằng em không bao giờ bị đánh. Có một lần em bị ông nội em đánh á, là cũng vì thằng em nó đòi đi chơi mà em không cho nó đi chơi, thế nó lon ton nó chạy theo em thì có một viên gạch rớt xuống chân nó khóc ré lên một cái mà ông em á từ ở dưới sân á, ôi dồi, chết cháu tôi rồi. Ông cầm cây tre tươi á, có. Ông làm này nha, ông là pét một cái là dính vô luôn. Oan ức tới giờ mà cái thằng em nó không bị một roi nào luôn. Chị Vân lớn lên là chị với em, chị ai ngoan hơn? Chị đánh nó cái bao nhiêu những cái nỗi uất ức đó là em đánh thôi. Trời ơi. Bây giờ sao nhiều khi cô nghĩ lại cô thấy trời sao mình ác dữ vậy. Tại vì hồi đó vậy nè, cái cơn mình lên mà mình đánh bằng roi nó sẽ có cái lằn đít là nó về nó mét. Thành ra là em không có đánh roi. Mà mỗi lần em tức em cứ dùng như này em ký á. Ký vô cái lưng của nó á. Ký vô nè. Mày hả? Nhưng mà tới thì em nhận thức được cái điều đó là em đã ngưng từ đó giờ. Ví dụ nó đánh ngược lại mình hay là nó nằm là thì mình sẽ là bật lại. Ừ, bật lại nhưng mà mình mày hả một cái là nó vậy thôi. Ngưng liền, ngưng từ đó tới bây giờ luôn. Và nâng ổng như nâng trứng, hứng như hứng hoa luôn. Hay. Là thằng em trai em. Vâng. Ca sĩ Lâm Hùng. Lâm Hùng ngày xưa thì phải nói là nguyên xóm cỡ trạng Hùng rất là ngỗ nghịch. Những cái mùa mà gặt lúa trên đồng thì bọn trẻ của cỡ tuổi em thì hay rủ nhau lên đồng để bắt cá. Mà ba mẹ em thì sợ là rắn rết trên đồng nguy hiểm cho nên mỗi lần mà bắt cá về là bị mẹ đánh một trận đòn nên thân luôn. À, Tự Long thì chắc bị đòn nhiều lắm đúng không? Sao anh lại nói thế? Em nghịch mà. Em sao? Là bị là bà thì hay lấy cái đũa cả để quấy cơm mới gõ vào đầu. Chú thì lấy đòn gánh phang em. Đó. Tức là anh có cảm giác mà một thằng trẻ con mà sai nó đi mua hành mà về khách ăn cơm xong rồi em vẫn cầm hành trên tay để đá bóng. Trận đòn roi thì em nhớ nhất và em nó làm cho em rất là buồn. Tức là em mắc lỗi thì bố em cầm một thanh tre rất là to. Thì lúc em ở khu tập thể thì em chạy 3 vòng bố em vẫn không đuổi kịp. Mọi người bảo sao bố con nhà này cứ đuổi nhau xung quanh khu này là thế nào? À thằng kia, bố mày có đuổi được đâu mà mày chạy. Thì lúc bây giờ em chỉ nghĩ chạy thôi. Chứ em không thể nghĩ rằng là bố kiểu càng chạy càng mệt ý. Chạy đến vòng thứ 3 thì em phải dừng lại. Thì trận đấy là trận em đùa thật. Anh có biết nếu bây giờ anh là bố thì anh nghĩ chạy 3 vòng mới đuổi được nó dừng lại thì anh chút cơn giận nó như nào. Tức là em bị đánh từ gáy xuống đến chân, không một chỗ nào không phồng. Thế mà sao không ai can? Ôi giời ơi, không ai can cả. Lúc bấy giờ ai cũng bảo ôi giời ơi, cứ đánh cho nó thừa đi. Đáng ra bố mẹ đánh thì phải ở lại chứ đằng này nó lại chạy như thế. Họ lại nghĩ đơn giản là mình kiểu chỉ ngỗ ngược thôi.
nhưng mà không biết là mình dạ, sợ đau mình mới chạy chứ. Lần này sau thế. Lúc bây giờ em cởi quần áo ra, mọi người mới bắt đầu lấy dầu thứ để xoa cho em. Nhưng mà là em một kỷ niệm buồn nên em nhớ đòn roi. Nó phải có những trận đòn như thế thì con nó mới thay đổi được, đúng không? Bây giờ mới có Tự Long chứ, mà hồi đấy mà không đánh đòn thì không biết bây giờ em là cái thằng nào. À, Tiến Luật sao? Dạ ngày xưa em cũng giống anh Long, em mê chơi và em rất là quậy, em rất là ngỗ ngược. Bố thì đang mãi làm công việc nhà thì bố kêu là đi mua giùm bao thuốc. Em đi mua bao thuốc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Đơn giản là tại vì kế bên cái chỗ bán thuốc nó có cái tiệm mà chơi game á, mình vô đó mình ngồi, mình không có tiền chơi, mình coi thôi. Tới lúc 5 giờ chiều bố chạy xe đạp ra, bố kêu về, là leo lên xe về, là hiểu rồi đó, hiểu số phận rồi. Nhưng mà khi nãy mình xem cái hoạt cảnh này mình thấy nhớ anh, nhớ thật sự. Tại vì ở nhà bị cha đánh, mẹ đánh thì đau đó, nhưng mà nó không có chết, ra đời. Tùy người biết nghe người không. Anh đúng rồi. Anh học cấp 3 rồi, nhà anh nói anh còn không nghe mà. Nhiều đúng khi rồi, phải anh là cá biệt rồi anh Luật ơi. Những cái điều mà Nguyên Khang nói nó mang tính lý thuyết nhiều hơn. Chính xác. Về lý thuyết thì như thế, nhưng mà thực tế hoàn toàn không phải như thế đúng đâu. Đúng rồi. Trường hợp đây này không bao giờ nói đến lần thứ 5 đã làm. Tức là nói mãi vẫn không làm bởi chuẩn vì luôn. Nó ham chơi hoặc nó cứng đầu. Đúng hoặc rồi. Nó chưa nghe vào đầu. Em hiểu không? Em là cái người mẫu người mà mẹ chỉ trợn mắt hoặc mẹ nói là con à, sao con không làm nhỉ? Em đã làm rồi. Đây. Ơ kìa. Lần mấy rồi? Vâng. Một lúc vậy. Như nào? Mà vẫn còn chưa làm thì anh nói em cái giòi nó hữu hiệu. À Hồng Vân. Phải cho em cái ý kiến. Vâng. Em là hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Nguyên Khang. Ba đứa con của em có quyền hãnh diện là em chưa bao giờ đánh tụi nó một miếng nào. Và cái thái độ im lặng là thái độ mà em xử sự giống mẹ của, dạ. của Khang. Mấy đứa con của em nó sợ nhất là em im lặng và em khóc. Thì là ba đứa con của em thì cho tới thời điểm này nha, em không dám nói sau này, thời điểm này nó là ba đứa con rất ngoan. Cho nên rằng em hoàn toàn đồng ý với cái cách của Nguyên Khang. Cái chuyện cái roi này nó là bây giờ rất nhiều cách để có thể giáo dục các cháu. Không bao giờ dùng vũ lực để giáo dục các cháu. Chúng ta luôn luôn mong muốn như vậy. Nhưng mà người ta nói là mà mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh ấy. Tôi vẫn phải bảo vệ cái câu mà có một cái hàm ý rất là nhân văn ở trong đấy. Tức là yêu cho roi cho vọt đấy. Vâng. Mình đồng tình với chị Vân và cách của Nguyên Khang là bây giờ cuộc sống người ta cũng không giáo dục bằng vũ lực như thế đâu. Mình cũng như vậy và đây là ký ức mình nhắc lại. Và mình không khuyến khích cái việc đó. Đúng. Thế nhưng mà cũng đôi khi có những hoàn cảnh, cái roi đấy đôi khi là thứ để hù dọa, có khi là thứ cũng phải đánh thật. Lắm khi người ta bảo là dơ cao nhưng mà đánh khẽ đấy, chứ không bao giờ có chuyện có bố mẹ nào mà lại đánh con đánh đến mức độ như bây giờ. Mình chết. Mình nghĩ là không có đâu. Thế rồi, nhưng mà tôi phấn khởi. Đôi khi trong cuộc sống này nó là gọi là tai nạn nghề nghiệp mà. Ok, phấn khởi. Mục đích cuối cùng vẫn là giáo dục cho chúng ta nên người. Tôi cũng rất giống với Tiến Luật, ba tôi là ngày xưa ấy, bất kỳ một chuyện gì cứ hàng xóm có lèo nhào kêu nhưng chưa biết con mình có lỗi không, đánh con mình trước.
thì đương nhiên bây giờ chúng ta sẽ thống nhất ở một điểm lý tưởng nhất là chúng ta không cần dùng đến đòn roi làm gì, đúng không? Dạ. Chúng ta có thể giáo dục con cái mình bằng nhiều cách khác nhau ở cái thời đại văn minh này. Nhưng mà nếu như những có những trường hợp cá biệt, có nhiều lắm những trường hợp cá biệt mà nói không nghe đâu, thì là chúng ta cũng vẫn phải có những cái biện pháp. Chưa, cho con chia sẻ được không ạ? Con thì cũng giống như là cô Hồng Vân á. Mặc dù là gia đình của con thì ba mẹ của con không sống chung với nhau từ nhỏ, con được chỉ sống với mẹ thôi. Con nghĩ là đó cũng là một lý do tại sao mà mẹ lúc nào cũng thủ thỉ vô tay và không bao giờ đánh đòn con hết. Và có một lần thì con nhớ là mẹ có cầm một cái móc lên, là bởi vì con giống như anh Luật á, là rất là thích chơi điện tử, cho nên là mẹ đi khắp nơi để mà tìm, là cũng đâu có biết là ở đâu đâu. Cho nên là khi bữa đó con về là con bị mẹ cầm một cái móc lên, nhưng mà mẹ chỉ đưa lên thôi và mẹ khóc. Thì bữa đó, lúc đó con mới cảm nhận được rằng là lúc đó mình cần phải trưởng thành hơn. Nếu như mình không là người đàn ông trong gia đình thì chắc chắn rằng là không có ai có thể làm được điều đó cho mẹ của mình. Sau này cũng làm nghề thì con được học rất là nhiều thầy cô, nhưng mà đặc biệt hơn hết là có một người ở đây, con có cơ duyên được làm việc từ nhỏ và cô cũng chỉ dạy cho con rất là nhiều. Mặc dù cô là một người rất là nghiêm khắc, nhưng mà con nghĩ rằng là cái sự nghiêm khắc đó là nó là cái sự tận tâm. Đó là lý do tại sao mà con nghĩ rằng là thế hệ trẻ của tụi con sẽ càng ngày càng được hoàn thiện hơn nữa. Và hôm nay con cũng có một món quà muốn gửi cho cô Hồng Vân, hay con gọi là mẹ Hồng Vân á. Bởi vì món quà sẽ gửi gắm cái tấm lòng của mình nhiều hơn và dễ truyền đạt ý nghĩa hơn. Ủa vậy là nãy giờ cái người con nói là cô á hả? Trời ơi. Trời ơi, cảm ơn con. Trời ơi.